Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ tổng hợp, giới thiệu và báo giá cho các bác những mẫu phân tần loa bên cửa hàng nhà em đang cung cấp xỉ lẻ. Ở đây em có vài mẫu các bác nhá, bao gồm là phân tần loa chống cháy chép này, phân tần loa phun đơn 1 bát 1 chép này, phân tần loa 2 bát 1 chép, phân tần loa 3 đường tiếng, 1 bát, 1 trung, 1 tép. Và phân tần loa BMB, 1 bát, 4 tép. Thì ở video này em sẽ giới thiệu rõ từng mạch, từng mẫu và báo giá rõ từng mẫu cho các bác tham khảo. Và những mẫu phân tần loa này bên cửa hàng nhà em xỉ lẻ, giá tốt cho các bác. Anh em thợ nào mà nhập số lượng thì liên hệ em nhá. Em sẽ giới thiệu từ những mẫu phân tần bé cho đến những mẫu phân tần lớn. Đây là phân tần loa dùng cho những dòng loa nằm 1 bát 2 tép. Phân tần này là phân tần dùng cho 1 bát 2 tép này. Cái này thì em đang bán là 150.000 một đôi các bác nhé. Đây là một đôi này. Chuyển qua đây là có phân tần loa nằm của BMB. Phân tần này nhập Trung Quốc. Cho ra cấu hình là 1 bát 4 tép, mạch màu xanh, 2 trở. Cái phân tần này em đã bán 250 một đôi. Và bác nào mà dùng loa chép kèn để ngoài thì em có phân tần loa dành riêng cho loa chép kèn chống cháy tép. Phân tần này em đang bán là 250 một đôi. Và đây là một mẫu phân tần cực xịn các bác nhé. Đó là phân tần, mẫu phân tần loa KTV211. Đây là phân tần cho ra 1 bát. Các bác có thể lắp là 1 bát 2 tép, hoặc các bác có thể lắp là 1 bát 4 tép. Phân tần này bác nào mà dùng loa nằm thì lắp phân tần này quá xịn luôn. Hai cuộn đồng này, ba tụ này, một trở này, ba cuộn đồng. Phân tần em đang bán là 450 một đôi. Và chuyển qua đây là em sẽ giới thiệu cho các bác là mẫu phân tần phun đơn 1 bát 1 chép kèn, lắp cho phun 30 hoặc phun 40. Đây là mẫu phân tần phun đơn này, 1 bát 1 kèn, 2 cuộn đồng, 2 trở nhôm, 4 tụ lọc màu đen, 1 bóng đèn chống cháy chép. Bát này, chép này, input ở đường nguồn. Phân tần mạch màu xanh lá này thì em đang bán là 650.000 một đôi. Và đây là có một mẫu phân tần 6012. Phân tần này rất nổi tiếng rồi, cấu hình chơi phun đơn 1 bát 1 kèn. Phân tần 6012 em đang bán là 950.000 một đôi. Đây là phân tần mạch fit màu trắng sữa, này cũng phun đơn các bác nhá. 3 trở nhôm, 3 tụ và 2 cuộn đồng. Phân tần em là bán là 750 một đôi. Và chuyển qua đây là có một mẫu phân tần là F1518. Phân tần này phun đơn. Và phân tần F1518 này chuyên lắp những dòng là từ thường, nhưng mà đa số là chuyên lắp những dòng array thì hay hơn các bác nhé. Nói chung lắp được cả hai. Phân tần F1518 này có hai cuộn đồng rất là to, và tiết diện của cái phân tần này tiết diện dây rất là lớn nên tải rất là tốt. Anh em nào đi sự kiện thì dùng phân tần này. Ba tụ và phân tần này có hẳn hai bóng đèn chống cháy. Phân tần này thì giá đang bán là 1.050.000 một đôi. Và chuyển qua đây là em có một mẫu phân tần là phun đôi, đánh cho ra 2 bát, 2 đường bát và 1 chép. Đó là phân tần, mẗi phân tần loa có cái mã là S-725, mạch fit màu xanh, nước biển, xanh đậm các bác nhá. 4 tụ, 4 cuộn dây, 2, 4, 7 tụ các bác nhá, 1 trở. Phân tần này các bác chuyên lắp những giờ vào những giờ thùng loa full 725. Cứ 2 bát 1 chép các bác chơi phân tần này cho em. Phân tần này đang bán với giá là 1.050.000 một đôi. Và chuyển qua phân tần, đó là em sẽ giới thiệu cho các bác là hai mẫu phân tần loa 3 way. Đánh 1 bát 1 trung 1 tép, các bác có thể lắp loa cây, dựng loa cây các bác sử dụng cái mẫu phân tần này. Đó là mạch phân tần có cái model là H
883, phần tần này đỏ lừ đúng không các bác nhá. Tụ này, 4 tụ to và 4 quận đầu, một trở. Đây, phần tần này do công ty Leeway bên Trung Quốc sản xuất này. Bát này, chung này, chép này, input là đường nguồn. Và một bóng đèn chống cháy chép. Phần tần H883 em đang bán là 850.000 một đôi. Và chuyển qua có một mẫu phân tần xịn hơn và đánh căng hơn, hay hơn thì tải, bền hơn. Và cái này các bác dùng sự kiện được nhá. Đó là phân tần BA3T. Phân tần này là phân tần 3 way xịn nhất mà em bán từ trước đến giờ. Con này có hai cuộn đồng to vật vã luôn. Đấy, một cuộn đồng này nữa. Tổng cộng là 3 cuộn đồng. Tiết diện con này dây lớn và mạch rất là to đúng không anh em, mạch to khủng khiếp luôn. Và phần tần này rất nhiều linh kiện, 3 tụ này, 2 trở và tận số chiết áp nữa, tản nhiệt nhôm này. Đây là bát này, bát này, chép này. Đây đây bát này, đây là bát này, mờ là bát này. Đâu rồi, đây chung này. M là chung này, W là bát này, T là chép này, còn input là nguồn. Bro 3 way. Phân tần này em đang bán là 1.350.000 một đôi các bác nhá. Ở video này em tổng hợp em giới thiệu cho các bác đủ các mã phân tần bên cửa hàng nhà em hiện tại đang cung cấp. Các bác mua quan tâm, mua mẫu nào thì các bác vui lòng chụp ảnh màn hình. Em giới thiệu đến mẫu nào thì các bạn nào quan tâm mẫu đấy thì chụp ảnh lại màn hình. Mua hàng các bác có thể điện trực tiếp cho em hoặc là các bác nhắn tin qua Zalo hai số này để mua hàng các bác nhé. Nhà em có giao hàng toàn quốc. Với phân tần này thì em có thể ship code gửi bưu điện được. Hôm nay em xin dừng video, hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau. Video mà hay các bác nhớ ấn like và ấn chia sẻ và ấn đăng ký kênh để theo dõi nhà em nhé.